Hai chào mọi người nha, mình là đi đây. Hiện tại là mình đang trong tựa game Anime Defender các bạn ha. Rồi thì cũng khá là mừng các bạn ha. Thì tối nay là game chắc chắn sẽ update ha bạn ha. Đó, game sẽ update rồi là 10:30 tối nay nha bạn nha. Đấy, rất là mong chờ luôn đúng không bạn? Rồi thì sẵn trong lúc chờ đợi thì mình cũng sẽ tiếp tục quay cho bạn xem tiếp tục ha bạn ha. Thì như clip trước thì các bạn thấy là mình đã gọi là cho bay Shiny Dragon rồi đúng không bạn ha. Đó, nhân vật Shiny Dragon rồi và mình sẽ hủ cái tem hai bát như vậy các bạn đúng không? Bạn thấy đúng không? Rồi thì ở clip này tiếp tục là mình sẽ gọi là tăng sức mạnh, gia tăng sức mạnh cho cái tem của mình cho bạn xem ha. Đó chính là gì? Đó chính là mình đã gọi là cày được khá là nhiều spirit nha bạn nha. Các bạn thấy nha, mình cày là gần 300 cục spirit đúng không bạn ơi? Đấy, phải không? Đây, 297 cục spirit. Đó. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ roll những cái spirit xịn và cần thiết cho những cái nhân vật của mình ở dưới đây nha bạn nha. Đây, thì đầu tiên đó chính là cái nhân vật Dragon này các bạn. Đó, Dragon Maze nữa các bạn. Chắc chắn là mình sẽ cần là Chu Spirit đúng không các bạn? Đây, Chu Spirit. Rồi, mong là ra được Chu Spirit sớm các bạn nha. Nếu mà ra sớm thì mình còn dư những cái cục khác để cho những vật khác các bạn. Đấy, Chu đi. Earth, no, đừng Earth. Crystal, Crystal này là dùng để đánh boss nha bạn nha. Boss, đó, Crystal đánh boss. Nhưng mình cần cái Chu kìa. Chu, Chu, no, mong là ra sớm như vậy nha. Cày mấy ngày trời các bạn, cày mấy ngày trời mới được tầm 300 cục các bạn, không có đùa đâu ha. Chạy đi cổng cũng mệt lắm các bạn. Rồi Crystal luôn, rồi Arcane, Scarlet, CC, Crystal nữa. Ai mà công nhận ra Chu cũng rất là cực ha bạn ha. Chu cũng không phải là dễ đâu ha bạn ha. Tại vì mình chỉ cần nhân vật Dragon này là Chu Spirit thôi là mình khỏe ha bạn ha. Là mấy nhân vật khác mình chỉ cần là tem tốc độ mà đúng không bạn? Tem tốc độ thì mình chỉ cần là một là xì tôm. Trời, vãi thiệt chịu hồi. Một là xì tôm nè, hai là cái gì mirror các bạn, cái mirror. Nhưng mà cái mirror thì sẽ không có bằng xì tôm ha bạn ha. Xì tôm thì sẽ gì hơn. Đấy. Thì bây giờ mình chỉ cần Chu cho nhân vật này thôi. Chu, Chu, khó như bạn nha, gần 50 cục rồi. Đấy, như là mình 300 cục đúng không, 297 đúng không? Đấy, là gần như hơn rồi bạn ơi, hơn rồi. Ủa đắt luôn, hồi khỏi luôn, đắt thì thôi nha. Hơn các bạn, hơn rồi, hơn 50 cục rồi. Có bạn nào mà may mắn mà roll có vài phát là Chu hay không các bạn nha, thì các bạn comment khiến mình dưới cho mình biết ha. Đấy, vài phát ra Chu là bạn nó hơn lắm luôn ấy. Mình roll mãi không ra Chu hả bạn ha. Đấy không, roll hoài không ra Chu thì bị đứt. Nè. Cái mình sợ các bạn, cái mình sợ là đừng có nói là mình roll có vài hit cho nhân vật khác ra Chu đúng không bạn? Là cay lắm luôn ấy đúng không bạn? Cái nhân vật mình cần là nhân vật Dragon Maze này Chu thì bị đứt. Đấy. Chu đi. Golden nữa. Rồi, bay hết 100 cục rồi nha mấy anh nha, bay hết 100 cục rồi. 100 cục rồi chưa ra luôn bạn ơi. Chu. Chu đi. Khó nha mày nha. Không ra Chu nổi luôn nè. Ôi đắt không? Toàn đắt. Chu đâu? Một cái Chu không mấy ba lần mà ta. Khó vậy. Tính ra on mighty không mấy một, nhưng mà các bạn nếu mà các bạn roll á thì mình cảm giác vẫn là gọi là hơi dễ hơn cái roll spirit này ha bạn nha. Cái on mighty ấy không mấy một, con này không mấy ba, roll hoài không ra luôn nữa bạn. Thấy không? Vãi thật. Thôi từ đi ha, tạm thời đổi đi. Mình kiếm mấy nhân vật này xì tôm trước đi ha bạn nha. Xì tôm Galactic cũng tạm các bạn ơi. Galactic thì nói chung là cũng ổn các bạn nha, để tăng chí mạng là tăng tầm với giảm gian hồi chiếu các bạn, không có tăng đam nữa, nhưng mà mấy cái đó không có nhiều. Cái quan trọng là tăng chí mạng nhiều các bạn, 20% chí mạng luôn mà, rất là nhiều luôn ha. Ủa tính là xì tôm nãy giờ cũng khó các bạn ha. Đó, nãy giờ 1.5 mà không ra luôn mà các bạn. Đấy,
phải không? Thì tôm mà còn khó ra nữa hả bạn? Thì làm sao mà cái gì được? Ôi khó vậy. Xì tôm đâu? Ủa? Miroi xì tôm đó mày. Hai cái mình cần cho tem tốc độ đánh nữa bạn. Mà giờ không ra luôn. What? What game? Chuyển qua sung luôn nha bạn nha. Chuyển qua sung luôn. Trời sao Galactic nhiều quá vậy? Đơn. Đây Miroi nữa bạn. Từ từ ha, tạm thời thôi, tạm thời để cái Miroi đi. Đơn what? What? Là sao nữa? Là sao mấy bạn? Sao kỳ vậy? Ủa? Là sao vậy? Divide là sao? Tự nhiên divide là sao ta? Tự nhiên ra divide cái không không muốn bỏ luôn bạn, thấy ảo không? Ra divide cái không muốn bỏ luôn bạn. Vai thật chứ. Chu đi. Tại ra divide là kiểu giống như là có gọi là gì ta? Cái bitty á bạn, đúng không bạn? Chứ mình nghĩ là giống có bitty quá. Mà nãy giờ nếu mà có bitty là không ra chu cho mình luôn nữa bạn. Có bitty nãy giờ ra chu rồi chứ đúng không? Khó thiệt chứ. Đợi. No 8. Xì tôm. Xì tôm đi. Ôi khó bạn ơi, sắp hết rồi. Không ra nổi xì tôm cho mình luôn bạn. Mình đang còn là xì tôm thôi. Rồi đắt không, chỗ đắt liên tục. Đắt bao nhiêu phần trăm? 7.5% mà ra liên tục luôn mày. Nữa, đắt nữa. Nữa. Ôi. Không lẽ không ra được xì tôm thiệt luôn hả? Ôi, lai là sao nữa? Trời, lửa nữa chứ, rồi thôi xong rồi bạn ơi. Rồi qua ít rít ha bạn ha. Trời, Galactic nữa. Ui, là sao ta? Ui vãi. Khó thế. Khó vãi luôn bạn ơi. Phải không nè? Vãi, cái mình cần nãy giờ không ra được luôn. 300 cục của mình sắp bay rồi bạn ơi, sắp bay rồi. Miro nè, Divine nè, bây giờ là mình cần xì tôm đó bạn ơi, một cái xì tôm đi. Bli. Có 1.5% mà khó ra chứ vậy ta. Đúng không bạn? À, từ từ để mình reset ra, đi một vòng reset nhân phẩm mày ơi. Vãi thật cái tem. Mình đang tính là divide cho cái nhân vật Atta này của mình đó bạn. Đấy, tại nhân vật Atta này là mình thấy là được cái tầm cao hơn các bạn. Đó, mình roll cái tầm rất là xa các bạn. Nên mình cần Atta này divide mới đúng đó bạn. Điện ai ngờ ra cho Gojo là sao nhỉ? Gojo luôn mới bựa chứ đúng không các bạn? Vãi thật. Nữa. No. Xì tôm. Cái đắc đó là đánh cực kỳ nhanh các bạn nha. Cái đắc này sẽ đánh nhanh lắm luôn các bạn. Cái đắc này cũng giúp đánh nhanh các bạn không nè. Đấy. Tăng cái thời gian đánh luôn nè, tăng tầm với thời gian đánh các bạn nha. Nhưng mà giảm đam. Miro đó bạn. Ok. Nói chung Miro cũng tạm các bạn ha. Nói chung là đỡ đi ha các bạn nha. Tại vì Miro thì sẽ tăng tốc độ nhiều hơn các bạn nha. Đây. Bạn thấy nha, là cứ mỗi cái đòn đánh thứ 5 các bạn là sẽ gọi là giảm cái thời gian đánh đó bạn. Đó, giảm cái thời gian đánh. Trời ơi, 35% luôn bạn. Là đánh nhanh lên đó bạn. Đó, là đánh cực kỳ nhanh luôn. Trong vòng 8 giây và có 15 giây hồi chiêu. Đấy. Thì cái Miro này á thì sẽ gọi là những cái nhân vật đánh nhanh đó bạn. Đánh nhanh á sẽ rất là ngon, đúng không bạn? Đấy. Thì ví dụ như là mấy nhân vật của mình nè. Hiện tại mấy nhân vật của mình hầu hết như là đều là đánh nhanh đúng không bạn? Đó, đều là đánh nhanh nên là có cái Miro này cũng được, đúng không? Nhưng mà tối ưu hơn các bạn, nếu mà tối ưu hơn á thì sẽ là cái Storm hơn. Cái Storm đúng là ít hơn cái thời gian đánh đúng không các bạn? Đó là 25%, cái Miro tới 35% lận. Nhưng mà cái Miro là cần tới sau 5 đòn đúng không các bạn? 5 đòn mới kích hoạt được. Đấy. Còn cái Storm á là luôn luôn kích hoạt được các bạn ha, nên Storm sẽ dẫn tối ưu hơn. Đúng không các bạn? Đó. Sẽ dẫn tối ưu hơn cho mấy nhiều đánh nhanh của mình. Nhưng mà roll hoài không ra các bạn. Tự nhiên ra cho Gojo divide nữa chứ. Vai thật các bạn thấy không nè. Gojo divide là sao nhỉ? Đây. Còn những vật này nãy giờ Ron không ra được cái chu các bạn. Trời, cứ file rồi đó file nữa nè bạn. Vai thiệt chứ. Không ra chu nổi nha bạn nha, không ra chu nổi luôn. Thua rồi. Tự nhiên giờ ra Gojo này mình không biết bỏ sao luôn các bạn thấy không nè. Ra Gojo divide mình không biết bỏ sao luôn bạn ơi. Vãi thiệt chứ. Trời ơi, chịu hồi luôn. Thôi kệ, lấy chịu hồi cũng được, đỡ đi hả bạn ha.
lấy chiêu hồi đỡ cũng được. Cái quan trọng là mình cần cái chu cho nhân vật Dragon này của mình đó bạn, để mình leo tháp mùa sao á các bạn. Đấy, quan trọng là leo tháp mùa sao thôi. Rồi không sao, vậy tạm thời đi hả bạn ha. Rồi bây giờ là mình sẽ đi thử cái cổng và mình test cho bạn xem là cái tem đánh nhanh sẽ như thế nào các bạn ha. Khi mà có full tốc độ đánh này đúng không bạn, cộng thêm mirror nè bạn thấy nha. Đây, tốc độ đánh cộng thêm mirror, tốc độ đánh cộng thêm mirror đó bạn nha. Có hai nhân vật ha. Đây, khi mà có tốc độ đánh cộng kèm thêm mirror thì tốc độ đánh sẽ nhanh như thế nào các bạn ha, và gọi là cực kỳ với gọi là ngon ra sao ha. Rồi bây giờ là mình sẽ để nhân vật này ra ha, lấy bình rock tài vô đó để búp tiền các bạn, búp tiền với lại bỏ ít rít đi ha. Đó, lấy Buma vô. Rồi bây giờ đi thử các bạn ha. Đó, đây cày quá trời phải không. Đó, tới bao nhiêu đó cục mà quay không ra nổi chu xì bít luôn mày, kinh thật chứ. 6%. Rồi để coi ra nổi không ha, chu xì bít mong là ra nổi các bạn ha. Rồi let's go, vô test thử cho bạn xem coi khi mà kích hoạt được cái giảm 35 tăng 35% tốc độ đánh các bạn. Đấy là giảm cái thời gian đánh xuống các bạn. Đấy, để xem coi như thế nào ha. Rồi đây thì mình nghĩ là mới vô là đặt Buma trước các bạn ha, farm tiền mà, farm tiền trước đó, farm tiền trước xong đặt bên Rockta ở đây ha. Đấy, coi gọi là best tốc độ đánh sẽ như thế nào các bạn ha, siêu tốc độ đánh các bạn sẽ như thế nào đó, siêu tốc độ đánh luôn. Rồi cho mình nghĩ đặt sung trước các bạn ha, không nô 8 trước đi bạn ơi, đặt nô 8 đây trước đi ha, để nô 8 đép đầu chút ra. Rồi để nô 8 đép đầu chút xong nâng búp tiền đó, còn nô 8 đấm các bạn vậy nha. Khi mà nô 8 mà có thêm switch S3 các bạn thấy không nè, có thêm switch S3 là đánh có 2,7 giây rồi các bạn nha. Nâng lên nữa là còn có 2,3 giây mà khi mà kích hoạt được cái micro nữa thì như thế nào đúng không em? Đó, các bạn nào mà có thắc mắc giống như mình đâu. Rồi để lát hồi mình test cho bạn xem sao ha. Từ từ để mình nâng mấy nhân vật này lên đã. Nâng mấy nhân vật này lên đã. Đó. Để xem như thế nào. Sung nữa bạn, coi sung nữa bạn, sung mà khi mà có micro mà kích hoạt lên đó bạn. Để xem như thế nào ha. Thì nói chung là sẽ không có tối ưu như mình nói nha bạn nha. Sẽ không có tối ưu nha bạn nha. Ui, giảm 0.9 luôn nữa bạn. Thêm cái búp của nô 8 nữa thì sao bạn, đúng không bạn? Thêm cái búp của nô 8 nữa là giảm còn nhiêu giây ta? Ôi, đã nha. Nghe là thấy gọi là mát tốc độ đánh rồi đúng không bạn? Đấy, nghe là thấy là mát tốc độ đánh là nghe thấy đã rồi. Mình cũng thích mấy cái tốc độ đánh lắm bạn. Đấy, gọi là người chơi hệ đánh nhanh mà bạn. Nên đánh cũng đã lắm. Rồi, đặt súng đây ha. Nhưng mà như mình nói bạn, nếu mà tối ưu hơn á thì nên xài là cái Storm các bạn ha. Cái Storm sẽ tối ưu hơn. Cái Storm thì sẽ tối ưu hơn nhiều luôn. Đấy, chứ không có như cái mirror các bạn ha. Cái mirror phải đánh liên tục kìa, đầu đánh thứ năm bạn nha. Đây nha bạn thấy nha. Đây. Ui. 2,8 giây khi mà kích hoạt được là còn 1,8 giây các bạn, coi nhảy liên tục luôn cơ. Coi sung nhảy liên tục luôn mày. Bạn thấy hồi nãy đấy, sung là nhảy liên tục luôn nha bạn nha. Đây nè các bạn nhìn nè, đây kích hoạt là 1,8 nè, nhảy đó phải không, nhảy liên tục luôn mày, kinh thiệt. Cái này là chưa có búp của nô 8 nha bạn nha, đúng không bạn? Đây cái này mà có búp của nô 8 nữa là nhảy đã nữa bạn ơi. Rồi mắt Buma nữa bạn, mắt hết Buma nè, giờ còn bên Rockta nữa là xong ha. Mình sẽ đặt Luna ở đây các bạn ha, để Luna đép ở đây. Rồi xong giờ mình sẽ đặt ở đây đó. Rồi ok nha, mình sẽ bỏ nô 8 phải đặt ở đây. Rồi bây giờ đợi tiền thôi nhé bạn nha, đợi tiền. Rồi mát hết rồi nhé bạn nha, mát hết rồi nè. Ở đây sẽ có Luna đép rồi, không có sợ ha. Rồi bây giờ mình sẽ nâng tới cái tốc độ đánh nhanh nhất cho bạn xem thôi ha. Rồi 2.3 đó bạn, 2.3 khi mà kích hoạt đó bạn nha. Đây trừ 0.8, chỗ đấm các bạn nhìn đấm kìa, chỗ bạn có nô 8 đấm kìa, các bạn nghe tiếng không, đấm không ngừng nghỉ luôn bạn. Phải từ 2.3 trừ 0.8 nha, là còn 1,5 giây các bạn, là nô 8 lúc mà kích hoạt lên là đánh có 1,5 giây nữa bạn, coi nè, cô đấm kìa, 1,5 giây đấm không ngừng nghỉ luôn bạn. Còn sung là hồi nãy là còn 1,8 giây nha bạn nha. Đấy, bạn thấy cái tem của mình không, cái tem mình đánh là còn toàn là một phẩy mấy giây, toàn 2 giây trở lại không, thấy không, cái tem là toàn còn 2 giây trở lại không. Gojo mình không có test cho bạn xem được bạn ơi, tại Gojo là device bạn đó. Gojo là 2.7 chứ mình nghĩ là cũng giảm còn tầm dưới 2 giây các bạn. Đấy, nếu mà có cái mirror vô ha.
đó. Nên là thôi, có được có hai nhân vật các bạn, được có hai nhân vật Miro thì thôi, thì mình cho bạn xem vậy thôi ha. Từ từ lát hồi mình sẽ búp thử cho bạn xem là cái của Uno 8 nữa các bạn ha. Đây đây đây, đợi đợi nha bạn nha, đợi đúng 5 đòn đi ha. Hồi nãy là còn 1.5 giây mà đúng không, 1.5 giây mà đúng không. Rồi bây giờ test nè, đâu đòn đánh thứ 5 nào. Đây đây bạn nhìn nha, búp lên nữa. Ôi chừng 1.2 giây bạn, vãi chỗ bạn coi là 1.1 giây. Vãi các bạn coi đánh kìa, đánh còn có 1.1 giây thôi bạn. Đấm 1.1 giây là khác nào còn có 1 giây bạn đúng không bạn. Đó các bạn coi đấm kìa, trời đấm không ngừng nghỉ luôn, trời sung nhảy liên tục đó. Sung hồi nãy là chừng như là trừ 1.4 giây các bạn, là đánh đúng còn 1.4 giây luôn, còn nô 8 là 1.1 giây nha các bạn nha. Trời đánh đúng kiểu là đánh như chưa từng được đánh luôn các bạn, đánh như chưa từng được đánh luôn. Vãi ha, đã ha. Trời ơi, đấm liên tục luôn bạn, nhìn rất là đã luôn bạn, các bạn nghe tiếng không? Đó, bạn nghe tiếng đã không? Chưa nha bạn nha. Cái này là chưa có búp của Nô 8 nữa đó. Mà nó đấm như vậy được các bạn thấy không? Chưa nè bạn, đó nghe đấm nè. Ui. Ui. Ui phải đấm đã hả bạn ha. Ui. Nhìn đấm đúng đã luôn bạn. Rồi, từ từ lát hồi mình nâng mát lên coi bạn coi còn bao nhiêu giây hả bạn ha. Nâng mát lên xem còn bao nhiêu giây. Chứ mình thích là mình thích tốc độ đánh đó bạn. Đánh còn 1 giây vậy mình mới thích nữa bạn. Là mình không có muốn nâng lên đó bạn. Kiểu để đấm vậy mới đã bạn thấy không đó. Các bạn coi đi. 1 giây, 1.1 giây đúng không? 1.1 giây mà 28.000 đam. Là các bạn coi đi đúng không bạn? Đấm liên tục luôn á. Đam cực kỳ nhiều các bạn ha. Là cỡ 2.2 giây là đã 50.000 đam nữa bạn. Đó bạn không đó, nghe tiếng không? Trời ơi, kiểu phải gọi là đấm mà gọi là không kịp, không ngừng nghỉ đúng không bạn? Đấm mà phải gọi là không kịp, gọi là bình thường là Nô 8 đấm 5 hit đúng không bạn? Đấy, đấm xong 5 hit rồi mới đấm tiếp đúng không bạn? Còn bây giờ Nô 8 vừa mới đấm xong rồi là đấm tiếp các bạn. Đó, bạn học đó. Đó bạn học đó. Trời ơi, đấm hoài luôn đó, bình thường là vậy nó bạn, chậm nè. Xong dừng nè. Đó, xong dừng xong mới đấm tiếp phải không? Đó, khi mà kích hoạt nè các bạn coi nè. Bùm. Bùm. Đó. Ôi, đã thiệt đúng không các bạn ha. Đấy, các bạn thấy chưa? Nên mình mới nói là mình gọi là muốn cho Shiny Dragon bay các bạn. Muốn cho Shiny Dragon bay để thế bằng những nhân vật đánh nhanh là vậy đó các bạn thấy không? Nhân vật đánh nhanh đánh rất đã luôn các bạn ơi. Tốc độ đánh max speed mà các bạn. Đã lắm. Đó, thấy không? Đúng không? Đấy. Đã cực kỳ luôn. quá đã. Rồi. Tại vì bây giờ là mấy con quái chưa có trâu các bạn. Các bạn không nè, mấy con quái hiện tại bây giờ là nhiều lắm là mới có 54.000 máu à. Đấy 54.000 máu à, 54k máu à, không có đủ các bạn ha. Không có đủ gọi là sức lực để mình nâng mát đó các bạn. Thấy không? Nếu bây giờ nâng mát thì gọi là chán lắm mày đúng không bạn? Đấy, có bài hết là xong ha. Nên bây giờ mình sẽ nâng sung trước cho bạn xem ha. Nâng sung đi ha. Đây. Tới cái dạng mà sung mà gọi là đây vậy nha, đánh ao hay tài phần đó bạn. Đó, xịt đang liên tục nữa bạn. Mà các bạn coi giảm nè. Trời ơi, giảm 1.8 mày không nè. Trời ơi. 3.7 trừ 1.8 trừ 1.8 nè bạn coi nha. Là còn có 1.9 giây hả bạn không? Trời ơi, tới cái dạng ao hay tài phần nha bạn nha, đánh ao hay tài phần luôn mà có 1.9 giây à. Vãi mày không đấy. Xẹt liên tục luôn bạn. Đây, các bạn coi đây quay đây kích hoạt rồi nè. Các bạn không? Đó. Sung xẹt liên tục luôn. Đã ha. Ôi. Bây giờ sân mình sẽ nâng mát lên ha mày nha. Đây. Nâng mát sung sẽ là 5.5 giây nha mày nha. Đây, để coi khi mà có búp của Nô 8 kèm theo cái hiệu ứng mà 35% này nữa bạn. Đó, để coi giảm bao nhiêu giây ra. Từ từ. 5.5 trừ 1.9 là còn 3.6 giây vậy không? Đó, 3.6 giây hút lần. Cứ 3.6 giây hút một lần, 3.6 giây hút một lần đúng không bạn? Từ từ, bây giờ đợi đi xong rồi búp cái củ Nô 8 lên nữa cho bạn xem ha. Xem như thế nào. Đánh nhanh cực kỳ luôn bạn ơi, đã thiệt. Thích đánh nhanh lắm bạn ơi. Đây 3 giây nè, 2 giây nè, 1 giây nè. Rồi búp nè. Rồi, ô trừ 2.8 nha mày nha. Ô là còn 2.7 giây thôi. 2.7 giây cho 170k đam bạn coi nè. Ôi. Cứ 2.7 giây là 170k đam. Rồi thứ gì chịu nổi đúng không bạn? Thứ gì mà chịu nổi được, đã thì các bạn ha. Rồi bây giờ mình nghĩ là mình sẽ nâng Nô 8 mát nha bạn ha. Nâng mát Nô 8 luôn cho bạn xem nha. Đây, mát Nô 8 á là chỉ có là 5.7 giây vậy nha, 5.7 giây nha. Rồi, sau khi bây giờ để coi là sau khi kích hoạt thử cái đây. Ôi, là còn 3.7 giây hả bạn? 3.7 giây, chưa có tính búp nha, trời ơi. Vãi.
đánh nhanh phá thiệt luôn phải không đó. Có nhân vật nào, trời ơi các bạn thấy không, có ai AoE tàn phần, AoE tàn phần nha các bạn nha, đây AoE tàn phần đấy. Từ từ búp vào kìa, búp vào kìa, búp vào kìa, từ từ búp full 8 rồi, từ từ thêm cái kia nữa, kích hoạt kia lên, kích hoạt kia lên, kích hoạt kia lên, kích hoạt kia lên, đây kích hoạt kia lên nha bạn nha. Đây 2.8 giây là tổng là còn có 2.9 giây nha bạn nha, 2.9 giây cho AoE tàn phần, nhớ nha bạn nha, cho bạn coi nè, 2.9 giây cho AoE một cái AoE tàn phần như vậy đấy, mà với 184k đam như vậy nha, 184.000 đam cho 2 mấy giây, trời ơi, trời ơi, cái tiền tốc độ của mày không, ôi gọi là best luôn mày đúng không em, wow, đúng gọi là best luôn mày nghe chưa. Nên mình mới nói là ở mùa sau mình muốn leo top là vậy đó bạn, mình muốn leo top mùa 3 là vậy đó các bạn, nên là mình phải cần những vật hai bát và tốc độ đánh như vậy nha mày nha. Nên là gọi là Shiny Dragon đó bạn, đúng là có tăng đam thiệt, nhưng mà nếu mà so với tốc độ đánh vậy phải không, so với tốc độ đánh vậy thì sẽ không có bằng được nha mày nha, đấy chắc chắn sẽ không bằng luôn. Nên mình mới nói là mình không có gọi là giàu các bạn, nên mình không có sưu tầm được các bạn đúng không bạn. Nếu mà mình gọi là giàu á, mình dư hết tất cả mà đúng không bạn, thì mình có thể sưu tầm được, nhưng mà không, mình không thể sưu tầm được, nên là mình sẽ cho Shiny Dragon để mình đổi lại những nhân vật mạnh khác nha bạn nha, để mình leo top mùa sau là vậy đó các bạn đó. Nên là mình cũng khá là tiếc đó bạn đúng không bạn, đúng là có tiếc thiệt, tại vì Shiny Dragon khá là ít người có mà đúng không bạn, kiểu đúng gọi là hàng hiếm luôn bạn, sưu tập dành cho những người gọi là giàu đã già luôn các bạn đó, nên mình cũng thích lắm, nhưng mà thôi kệ em sao bạn ơi. Đấy, vì một tương lai tươi sáng tớp các bạn, tớp mùa sau, nên có gì là mình có thể dùng tớp mùa sau mình đổi lại cũng được mà đúng không bạn, đúng không bạn. Đấy, tại vì như giật tớp thì không có mạnh đúng không bạn, như giật tớp thì chỉ được cái là sưu tầm mà, nên không có mạnh, nên mình có gì mình sẽ dùng như giật tớp mùa sau mình đổi Shiny Dragon cũng được mà đúng không bạn, nên là sẽ không sao. Đấy là vậy ha, không có gì hết á. Nên là phải không, rất là đã luôn bạn ơi, nhìn đánh nhanh cực kỳ luôn bạn ơi. Hồi lúc đầu thì có 1 giây đúng không bạn, lúc đầu mà tính búp hết tất cả vô bạn thì có 1 giây. Thôi thôi, đánh nhanh cực kỳ nhanh luôn mày ơi, đã thiệt. Wow, quá đã luôn, quá đã luôn. Rồi, bây giờ coi boss sẽ như thế nào các bạn ha. Boss coi boss có gọi là chịu nẩu hay không mày ơi, chịu nẩu hay không. Búp cực kỳ búp luôn mày ơi. Đúng gọi là siêu búp luôn bạn. Đã ha. Đó là heo táo nè, coi búp vô nè. Ở đâu rồi, xem nô 8 đi, đây bạn coi nha. Đó, hai cái búp này của nô 8 này kèm theo cái búp của cái kia nữa bạn, cái mirror các bạn, thì sẽ cực kỳ nhanh luôn. Nói chung là nhanh tạm thời như mình nói các bạn. Thì đây các bạn thấy nha, đó, chỉ là chỉ có nhanh tạm thời thôi bạn ơi. Đó, tao đánh nè. Là kiểu là nhanh tạm thời trong vòng 8 giây thôi. Nên là sẽ không có, chắc mình nghĩ là sẽ không có tối ưu bằng cái xì tôm các bạn ha, cái xì tôm thì mãi mãi luôn đúng không bạn, cái xì tôm là 25% mãi mãi luôn chứ không có tạm thời sau 5 đòn đánh như vậy các bạn ha. Đấy là vậy. Rồi, để xem con mình có drop ra được secret cổng 2 không các bạn ha, map 2 không ha, để xem như thế nào nha. Mong là ra, tại vì cái cổng map 2 này tỷ lệ cũng khá là cao các bạn đúng không bạn, tỷ lệ cũng khá là cao, để xem như thế nào. Cố lên. Nói chung là nhân phẩm của mình hình như là cũng được, như là được reset đó bạn ơi, tại mình cũng đi ra được Luna đó bạn. Đó, nên coi như là cũng reset rồi, nên là có thể là ra được các bạn. Ra được nhân vật cổng set 2 này. Secret. Bùm 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 bùm. Wow. Bùm 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 bùm. Rồi boss rồi, boss rồi, ra nào, ra nào. Mình sẽ đặt ra thêm các bạn nha, tại vì đặt ra mới lên level các bạn. Nên là cứ đặt chơi nha các bạn nha, đó. Các bạn có thể đặt chơi để cho unit lên level cũng được. Đấy, rồi đặt quát thôi nè. Tại đi cổng nhìn unit cũng lên level cao lắm nha các bạn nha. Rồi xong, gầm 2 phát là xong rồi các bạn. Đấy, rồi, bạn Thanh rớt không? Rớt. Ui, không được rớt bạn ơi. Nói chung là tỷ lệ cũng 6% cũng cao đấy. Nhưng mà mình nghĩ là chắc mình không ra nổi đâu. Rồi được 3 cục nữa nè. Rồi luôn ha bạn nha. Vậy là tròn 300 cục nha bạn nha. Đấy, vậy là tròn 300 cục nha. Đấy, hồi nãy là 297 đúng không? Thì 3 cục này nữa là tròn 300 cục nha bạn nha. Rồi chú. 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 Lại golden nữa. Không ra chú được các bạn ơi. Cay thiệt. Rồi, thôi mình nghĩ là kết thúc đây tại đây ha. Thì các bạn nào thấy hay cho mình xin một like và subscribe của mình ha. Để mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Coi cho thì. Bye bye.